Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về một cái đề tài mà mình cũng hay được hỏi khi mà khám bệnh đó. Là khi mình mổ xoang đó thì người ta các bệnh nhân hay hỏi là bác sĩ mổ xoang có đau không bác sĩ? Có đau không bác sĩ, rồi có chảy máu nhiều không bác sĩ, hay là nằm nằm viện bao lâu vậy bác sĩ? Thì mình cũng chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là mổ xoang á có đau hay không? Đầu tiên, mổ xoang hiện nay phần lớn là mình mổ bằng nội soi và vô cảm là gây mê nhé, cho mình ngủ đó, cho nên lúc mình mổ là mình không có cảm giác đau gì hết, không biết gì hết. Rồi khi mình tỉnh dậy đấy, khi mình tỉnh dậy thì theo mình kinh nghiệm mình thấy thì phần lớn là không có bệnh nhân than đau, tại vì mình mổ xoang mình là mình mổ trong nội soi vô trong mũi, mình mổ sâu vô trong này nè. Và những cái xoang nó những hấp rỗng trong này nè, khi mình di chuyển như nè, mình di chuyển cái đầu nè thì cái xoang nó di chuyển theo, tức là bản thân của nó không có di chuyển độc lập. Mình ví dụ như ngón tay đi, mình mổ ngón tay nè thì ngón tay co vô co ra thì sẽ đau, hoặc là mình mổ amidan nè, khi mình nuốt nè, mình nuốt vậy nè thì nó đau. Nhưng còn đối với cái xoang hoặc vách ngăn của mũi gì đó trong lỗ mũi mũi xoang mình đó, thì mình di chuyển như nè, nó di chuyển nguyên khối theo, cho nên nó là không có đau. Và thực tế là bệnh nhân của mình phần mình gần như mình chưa thấy bệnh nhân nào than đau. Có vài bệnh nhân có thể là mổ nhiều, mổ polyp nhiều hoặc là cắt cuốn mũi gì nhiều đó thì bệnh nhân có thể đau, hoặc là những cái bệnh nhân mà vách ngang mà vẹo quá sát cái sàn mũi dưới này nè, ở gần cái chỗ cái chân răng mình ở phần trước này nè, thì khi mình mổ mình lấy cái phần vẹo đó, mình phải đục mình lấy cái phần vẹo đó thì bệnh nhân có thể đau ê cái hàm răng, chứ còn lại là mình mổ cái xoang là không đau nhé. Rồi vấn đề thứ hai là mổ xoang có chảy máu nhiều không? Thì mổ xoang thì tùy theo bệnh nha. Ví dụ những bệnh viêm xoang đơn thuần hoặc là vách ngang cuốn mũi đơn thuần thì ít chảy máu. Còn những trường hợp mổ polyp rồi này kia thì có khi nó chảy máu hơi nhiều. Trong lúc mổ thì mình cũng xử trí được, và sao sợ là bệnh nhân chỉ sợ là cái lúc mà rút mép này, rút bên mũi như bất mũi ấy, mình rút ra thì có khi nó chảy, có nhiều người chảy khoảng 1-2 phút, có người chảy có thể 3-4 phút. Thì nói chung thì cũng chảy máu cũng không phải là nguy hiểm đâu. Khi mình sợ máu, nhiều người sợ máu nhìn thấy thì xỉu, chứ còn không có nguy hiểm nha. Rồi mổ xoang mình nằm viện bao lâu? Mổ xoang thì đối với cơ sở của mình thì mổ xoang thì ví dụ mình đã đi khám trước đó rồi thì mình chỉ định phẫu thuật rồi, thì sáng mình vô bệnh viện mình phẫu thuật, mình làm xét nghiệm rồi này kia ha, trưa thì mình phẫu thuật rồi buổi chiều mình về nhé. Hiện nay thì phẫu thuật nội soi mũi xoang ở cơ sở của mình là về trong ngày thôi, trừ những trường hợp nào có cái gì đặc biệt thì cần nằm thêm, mình có thể một đêm hoặc 2 đêm, nhưng mà phần gần như tất cả trên 97-98% là về trong ngày hết. Rồi chia sẻ với các bạn một số cái thắc mắc, các bạn có cái nhu cầu mổ xoang mà biết trước được những cái vấn đề có thể gặp, các bạn an tâm mà đi mổ nha. Rồi chúc các bạn quyết định đúng đắn nha.